đã quy giữa Phật đài. Nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ được huệ soi đường tôi. Chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cõi lành xa, sớm tình trì tâm mơ chống. Tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng đề tài 1. Với đề tài tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Đề tài này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và xin kính mời giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý trung ương đồng đạo Lê Thị Ngọc Nga đến diễn đàn để trao đổi cùng đồng đạo. Một lần nữa xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa giáo lý viên Lê Quang Nghĩa là giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, cùng tôi đảm trách buổi thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa ông Hà Hữu Hạnh là phó ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Long An. Và kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hưng. Kính thưa ông Đỗ Thành Trí là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hưng, cùng quý vị là thành viên trong ban trị sự. Kính thưa quý vị là trưởng ban, phó ban trị sự viên, các ban trị sự xã phường thị trấn đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa quý bậc lão thành, kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa đoàn quay phim An Bình A, kính thưa toàn thể chú quý vị đồng đạo thân thương kính mến. Thật là hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng tôi được sự ưu ái của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hưng, cũng như được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, chúng tôi trở về đây để trùng tuyên giáo lý cao siêu của Đức Thầy. Hôm nay bạn thân của chúng tôi rất là trân trọng được đứng trước hội trường trang nghiêm ấm áp như thế này, và nhất là đứng trước toàn thể chư quý vị, đó là các ban trị sự xã phường thị trấn, toàn thể chư quý vị xa gần. Nơi đây là vùng biên giới mà chúng tôi thấy toàn thể chư quý vị có những cái khuôn mặt khả ái thân thương, không ngại đường xa xa xôi, nhín chút thời gian quý báu đến đây để tuyên dương Phật Pháp. Đây nói đến cái tinh thần của toàn thể chư quý vị lúc nào cũng đoàn kết thương yêu nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Và toàn thể chú vị đồng đạo lúc nào cũng muốn nền đạo Phật giáo Hòa Hảo phát khai rực rỡ. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi rất đề cao tinh thần của toàn thể chú vị. Vậy trước khi làm phận sự của mình, lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc tốt đẹp, sức khỏe, lời chào quý kính và trân trọng nhé. Hôm nay chúng tôi rất là vui được ban tổ chức cho biết là hôm nay có 8 cái máy. Tôi là 4 câu hỏi và giáo lý viên Lê Quang Nghĩa 4 câu hỏi. Vậy hôm nay quý vị có thức khuya, có buồn ngủ thì cũng ráng mà hết sức
chăm chú nghe để khi chúng tôi mà thuyết xong sẽ hỏi lại câu hỏi. Chúng tôi mong rằng toàn thể chú vị đồng đạo nơi đây ai cũng hiểu nội dung và ai cũng được một cái máy hết không quý đồng đạo. Được không quý đồng đạo? Được. À, xin chân thành cảm ơn. Vậy giờ này là còn 10 phút nữa là 9 giờ. Vậy là ban tổ chức cho tôi thuyết giảng đến mấy giờ đây ông trưởng ban? Như vậy là chúng tôi xin 1 tiếng, có nghĩa là 1 tiếng 20 phút. Câu hỏi 10 phút nữa đi ha, 1 tiếng rưỡi được không quý đồng đạo? Bữa nay mình ngồi hơi trễ trễ một chút nha. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Cái câu nào mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại là tôi hỏi đó nghe quý đồng đạo. Kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì từ khi Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo cho đến hôm nay đã tròn 85 năm tại miền Nam đất nước Việt Nam, và hôm nay nền đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta đã lan rộng khắp bốn biển năm châu và cả thế giới. Vậy quý vị cùng tôi có ngàn lần may mắn, vạn lần phước duyên sanh ra trong cái đời hạ quân mặt pháp này mà hưởng được một cái nguồn suối pháp của Đức Thầy rất là vi diệu, rất là cao siêu. Tuy cao siêu nhưng không xa rời thực tế, là một giáo pháp mà phù hợp với khế cơ khế lý và phù hợp với căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh. Vậy quý vị cùng tôi cố gắng dâng nghe lời Đức Thầy chỉ dạy để cùng tu cùng tiến, cùng đi đến con đường giải thoát các quý đồng đạo. Và khi Đức Thầy mở đạo cứu đời đến khi Đức Thầy vắng mặt đến hôm nay đã hơn 7 năm, để lại cho chúng ta một cái kho tàng pháp bảo, đó là toàn bộ sấm dạng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Mà trong toàn bộ sấm dạng thi văn đó, Đức Thầy viết rất là nhiều bài thi thơ ngọt ngào, rất là hay với đồng đạo. Nhưng mà Đức Thầy có hé lộ trong cái bài Sứ Mạng đó: bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo, trăng du người thì tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Đức Thầy cho biết là bút lông dẹp giới dĩ nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mực tròn, lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ chẳng còn mấy ai. Trong cái thời kỳ mà đất nước của chúng ta đang quằn quại đau thương dưới gót dài xâm lăng của thực dân Pháp, họ cai trị hết sức là tàn nhẫn với lòng đạo, làm cho dân chúng khổ sở vô cùng. Lúc bấy giờ thì đói đau không thuốc, dịch bệnh thì hoành hành, mù chữ thì khắp mọi nơi, mê tín dị đoan thì khắp mọi nhà. Thì có một vị thanh niên vừa tròn 19 tuổi cưu mang một cái hoài bão rất lớn quý đồng đạo, đó là mở đạo cứu đời. Đây là Đức Thầy tôn kính của chúng ta. Khi Đức Thầy mở đạo cứu đời thì trong một lúc dùng 3 phương pháp gọi là tam độ nhất, như trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, viết sấm giảng để độ đời. Thì 3 phương pháp độ đời gọi là tam độ nhất như, thì chúng ta cũng khẳng định rằng Đức Thầy là một vị Phật hả quý đồng đạo. Một vị Phật mới có một công năng quyền diệu như thế, thuyết pháp độ đời. Đức Thầy là một vị Phật nên miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Xưa kia không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì trong một thời gian rất là ngắn mà Đức Thầy sáng tác được 5 quyển sấm giảng, một quyển thứ 6 có nghĩa là tôn chỉ hành đạo, 216 bài thi văn ngắn dài trên dưới 300 trang. Thì bấy nhiêu đó chúng ta cũng khẳng định rằng Đức Thầy là một vị Phật có quý đồng đạo. Và trong cuộc sống thì chúng tôi rất là đề cao tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay có rất nhiều người giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, tiền của thì xài cả đời không hết, mà tại sao không hưởng những cái thú vui trong cái cuộc đời này để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn cuộc đời mà tu chi quý đồng đạo? Tu chi mà phải khép mình vào khuôn khổ, phải ăn chay niệm Phật cúng lại, rồi phải đem tiền của mình ra bố thí để giúp đời. Tại vì sao?
có trí. Bởi vì người ta nhận thức rằng cuộc đời này là giả tạm, là vô thường, là mộng huyễn, không chi bền chắc. Sớm muộn gì thì cũng phải đi theo quy luật là thành trụ hoại không. Kể cả xác thân của con người cũng vậy, quý đồng đạo, cũng phải thay đổi theo thời gian, cũng phải đi theo quy luật sanh già bệnh rồi chết. Thế nên người có trí, người ta vừa tu, người ta vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, có tiền thì bố thí giúp đời. Để chi vậy quý đồng đạo? Để khi nhắm mắt đó, người ta được về cái cõi yên vui, cõi cực là không già, không bệnh, không khổ. Cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Có nghĩa là cái cuộc đời mình mà tu mà về khỏi cực lạc rồi rất là sung sướng quý đồng đạo. Ông Phật sống bao nhiêu thì mình sống bao nhiêu. Thế nên là chúng ta người tu là phải cần có phước, mà Đức Thầy cho biết phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó để tỉnh toàn. Ông Phật ông dạy quá tuyệt vời đó quý đồng đạo. Mà quý vị muốn có phước thì phải làm gì? Phải tự mình làm phước nên mình mới có phước hả quý đồng đạo. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Chúng ta muốn về cõi Phật là phải tu phước, tu huệ. Và Đức Thầy cảnh tỉnh cho tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo hôm nay, hiện tại, trong cuộc sống, những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt trên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, có nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thậm chí xác thân Đức Thầy cũng bị hoại quý đồng đạo. Nghĩ lại xác thầy xưa cũng hoại thân phàm, bỏ lại thế gian mà. Vì thế hôm nay người tu chúng ta phải ráng có tâm và có trí làm phước, và đồng thời nhận thức được cái cuộc đời này là giả tạm, là vô thường. Quý vị lắng lại xem, mình giàu có giàu, có sang, có địa vị trong xã hội, có bao nhiêu tiền của khi chết có đem theo không quý đồng đạo? Có không? Không bao giờ. Mà tiền bạc của cải mua phước, mà có phước là về cực lạc được đem theo phước như quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy chúng ta người tu phải có phước. Và chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Phải ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Hoặc là không tu chừng khổ cũng đừng tu hành, gặp cảnh vui mừng toại thay. Nhớ ha quý đồng đạo, quý vị cùng tôi nên nhớ. Và chúng tôi có nghiên cứu trong cái quyển 3 đó quý đồng đạo, mà Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo năm 1939, dài 612 câu thể văn lục bát. Khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài, và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Và nội dung của quyển 3 này Đức Thầy cho biết là chúng ta phải ráng tu nhân đạo cho tròn, để lần lần tiến lên giải thoát. Và người học Phật thì phải làm gì? Phải tránh xa tứ đổ tường, làm chủ sáu căn, đừng nhiễm sáu trần, rồi hành bát chánh đạo, rồi chuyên trì niệm Phật, rồi đền trả tứ đại trọng ân, trừ thập ác. Rồi chúng ta phải làm gì nữa? Phải giữ giới luật mỗi ngày. Và đặc biệt nữa là chúng tôi có nghiên cứu rất là kỹ trong cái quyển 3 này, Đức Thầy dạy trên dưới 25 lần về chữ tu quý đồng đạo. Chữ
chữ tu nào cũng rất quan trọng trong cuộc đời hành đạo của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng tôi có đúc kết lại có 7 chữ tu. Có 7 chữ tu mà quý vị cùng tôi phải hành, phải áp dụng mỗi ngày để cùng tu, cùng tiến, cùng đi về cực lạc một đàn giấy. 7 chữ tu đó là 7 chữ tu gì? Chữ tu thứ nhất là tu, thì chúng ta phải làm gì với đồng đạo? Phải làm gì? Sửa. Tu là sửa. Bởi vì khi chúng ta mở mắt chào đời thì ai cũng có cái tánh tốt hết. Nhưng khi lớn lên tập nhiễm lợi danh thì ai cũng có một cái sự không có tốt. Hôm nay mình tu rồi, mình biết rồi, những cái này mình bỏ. Có nghĩa là chúng ta tu là sửa, sửa xấu thành tốt, sửa dốt ra thông, sửa dại thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn, vân vân và vân vân. Tu là sửa trọn ân tình, tào khang chồng vợ, bố kình đừng phai. Chữ tu thứ hai là chúng ta tu thì chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày mà Đức Tôn Sư có dạy. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Rồi chữ tu thứ ba là người tu thì chúng ta phải có hiếu, có hiếu hạnh với ông bà cha mẹ của mình, đó là tu trì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Rồi chữ tu thứ tư đó là chúng ta tu phải đền, phải trả những cái ân nợ, nghiệp nợ trong cuộc sống này. Có nghĩa là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Rồi chữ tu thứ năm đó, chúng ta tu thì chúng ta phải hiền, phải thảo. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền, tu thảo, vậy thì cho xong. Rồi chữ tu thứ sáu là chúng ta tu phải tỉnh thức và giác ngộ, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Chữ tu thứ bảy đó là chúng ta tu thì chúng ta phải hành, có nghĩa là học giáo lý, rồi hiểu giáo lý, rồi hành giáo lý, có nghĩa là văn tư tu. Tu là chúng ta phải hành, nghe quý đồng đạo, mà Đức Thầy dạy tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Quá tuyệt vời, ông Phật dạy không quý đồng đạo? Học hiểu hành mới đắc đạo nha. Hôm nay chúng tôi xin trích hai câu kim ngôn trong cái quyển ba này để làm một cái đề tài trình bày với toàn thể chư vị đồng đạo, đó là tu đòn nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Vậy nợ thế là nợ gì mà hôm nay chúng ta phải đòn phải trả, mà trả bằng cách nào mới được đứng ngồi tòa sen? Đó là nội dung mà hôm nay chúng tôi trình bày và chia sẻ với toàn thể chư quý vị đồng đạo. Chúng tôi xin đi vào nội dung cái câu thứ nhất. Đó là tu đòn nợ thế cho rồi. Tu là cái gì quý đồng đạo? Tu là sửa. Sửa xấu thành tốt, sửa dốt ra thông, sửa hư hèn thành đúng đắn. Mà cốt lõi Đức Tôn Sư kính yêu của chúng ta dạy sửa cái gì? Sửa cái gì quý đồng đạo? Sửa thân, sửa khẩu, sửa ý của mình. Bởi vì sao? Thân khẩu ý của con người thường nói và làm gây ra rất nhiều là tội. Và lời nói của mình thậm chí làm cho người ta phải chết đứng thang ngồi, phải liều mình tự sát. Có nhiều người chắc là cái câu nói của anh của chị ha, tôi là sống thì để bụng chết đem theo. Thế nên người tu thì chúng ta phải sửa thân, sửa khẩu, sửa ý và sửa từ tư tưởng, từ hành động, từ ngôn ngữ ha quý đồng đạo. Đó là tu. Rồi đền là cái gì quý đồng đạo? Đền là trả đó. Khi chúng ta trong cuộc sống này mà nợ ai bằng vật chất lẫn tinh thần thì chúng ta mau mau
rồi. Chúng tôi ví dụ nha, trong cuộc sống thì đâu có ai đủ hết, mà chúng ta mà không có tiền để làm ruộng hay là kinh doanh gì đó mà chúng ta vay tiền nhà nước, mà đến đáo hạn thì chúng ta có tiền trả cho xong cho rồi thì chúng ta mới tự tội thoải mái. Thế nên là chúng ta phải đền phải trả. Rồi nợ thế là cái là gì quý đồng đạo? Nợ thế là nợ đời đó. Nợ thế là nợ đời. Khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này thì nợ hai cái món nợ rất là nợ lớn. Đó là ân nợ và nghiệp nợ. Ân nợ là cái gì? Chúng ta nợ từ ân tổ tiên cha mẹ là cái công ơn sanh thành, dưỡng dục dạy dỗ và nuôi nấng. Nợ từ ân đất nước vật chất đã nuôi dưỡng cái xác thân này. Rồi nợ từ ân tam bảo, tam bảo đã khai thị trí óc cho mình được sáng suốt như ngày hôm nay. Rồi nợ từ ân đồng bào và nhân loại đã đùm bọc chở che trong cái kiếp sống này. Đó là ân nợ. Rồi nghiệp nợ là cái gì của đồng đạo? Nghiệp nợ là tam nghiệp, là 10 điều ác. Thân nghiệp sanh ra 3 điều ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác, lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Ý nghiệp sanh ra 3 điều ác, tham lam, sân nộ và mê si. Vậy muốn được đứng ngồi tòa sen thì quý vị cùng tôi phải trả cái ân nợ và nghiệp nợ cho xong cho rồi thì mới được đắc đạo hả quý đồng đạo. Thế nên ở trong quyển 6 Đức Thầy có dạy đó quý đồng đạo, sanh ra ở đời con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Và đạo của con người kêu bằng đạo gì quý đồng đạo? Đạo nhân. Và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Vậy muốn làm tròn nhân đạo phải làm gì? Phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Đức Thầy dạy tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Hoặc là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hén ngày kia. Nhớ hả quý đồng đạo, muốn tu tiên, tu thành tiên thành Phật thì chúng ta phải trả cái ân nợ nghiệp nợ cho xong. Thì khi mà Đức Thầy mở đạo cứu đời thì có rất nhiều tín đồ Phật giáo hòa hảo quy y với Đức Thầy. Trong đó có ông Phan Châu Bá quý đồng đạo, ông cố gắng tu để giải thoát. Nhưng ông thắc mắc, ông nói mà mình tu mà mình còn nợ ân nợ và nghiệp nợ làm sao mà đi được đến con đường giải thoát. Nên ông viết 4 câu thơ hỏi Đức Thầy. 4 câu thơ rất tuyệt vời quý đồng đạo. Tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng. Nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Đức Thầy đáp, đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Thầy khuyên dạy chúng ta và khuyên dạy ông Phan Châu Bá, đành rằng nợ thế ông trả chưa có xong, mà ông biết ăn năn sám hối những cái tội lỗi mình đã gieo đã tạo đó. Bây giờ mình biết tội rồi mình rứt bỏ, nghe lời Đức Thầy chỉ dạy là ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành lánh dữ đền trả tứ đại trọng ân, trừ thập ác hành thập thiện, rồi quyết niệm Phật đi, rồi là giữ vợ giới luật đi, thì Thầy thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Cái câu trả lời của Đức Thầy đối với ông Phan Châu Bá chính là lời khuyên dạy cho toàn thể tín đồ Phật giáo hòa hảo đó quý đồng đạo. Thế nên quý vị cùng tôi cố gắng dâng nghe lời Đức Thầy chỉ dạy để mình đồng bay về cực lạc một đàn, dễ là cõi niết bàn yên vui hả quý đồng đạo. Vậy ân nợ là cái gì mà Đức Thầy khuyên chúng ta phải đền phải trả?
cái ơn thứ nhất là chúng ta nợ từ ân tổ tiên cha mẹ, là cái công ơn sanh thành dưỡng dục dạy dỗ và nuôi nấng quý đồng đạo. Sách xưa có câu: thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên, có nghĩa là muôn vạn quyển kinh của Đức Phật dạy không bằng chúng ta trả chữ hiếu cho ông bà cha mẹ. Nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, có nghĩa là muôn ngàn việc chúng ta làm tốt, ngàn việc chúng ta làm lành, không bằng trả chữ hiếu cho ông bà cha mẹ hả quý đồng đạo. Nên nói thầy cho biết là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Và Đức Thầy cũng có nhắc đến cái gương của ông Mạnh Tông trong giáo lý đó quý đồng đạo. Ông Mạnh Tông rất là có hiếu với cha mẹ, ông rất có hiếu với mẹ. Một hôm mẹ của Mạnh Tông bệnh, mẹ nói phải hôm nay á, mình có măng á, mẹ có măng ăn là mẹ hết bệnh. Thì vì chữ hiếu mà Mạnh Tông đi tìm măng quý đồng đạo, tìm khắp nơi không có măng, rồi đến bụi tre này đến bụi tre khác cũng không có măng. Lý do là lúc bấy giờ trời nắng nứt nẻ đất hết, không có mưa nên măng không có mọc. Cuối cùng Mạnh Tông ngồi dưới gốc tre, bụi tre khóc nức nở, giọt nước mắt của Mạnh Tông rớt xuống đất, làm cho những đấng thiên liêng động lòng cho măng mọc. Mạnh Tông mừng quá đem măng về cho mẹ ăn, rồi mẹ hết bệnh. Thế nên Đức Thầy khen Mạnh Tông quý đồng đạo: Mạnh Tông xưa cũng khóc măng, đất khổ nấy mọc rõ lòng hiếu nhi. Giờ hôm nay quý vị và tôi có một cái là thân hình xinh đẹp như thế này, rồi có trí tuệ sáng suốt, rồi tất cả quý vị đến đây để dự thuyết giảng, nghe lời vàng ngọc của Đức Thầy, làm tất cả những công việc trong cuộc sống này đâu phải ngẫu nhiên mà có hả quý đồng đạo, mà do đâu? Do cái công ơn sanh thành của cha lẫn mẹ, 9 tháng cư mang, 3 năm bồng ẩm, trong thời gian cha mẹ nuôi mình từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành thì chịu biết bao nhiêu là cực khổ. Thậm chí phải làm một cái nghề tà nghiệp, biết là làm cái nghề tà nghiệp rất là có tội nhưng vẫn làm, để có tiền nuôi con khôn lớn nên người. Thế nên ca dao có câu là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vì thế công ơn của cha mẹ, mẹ là cao hơn trời, rộng hơn biển quý đồng đạo. Trong sách thánh gọi là 9 chữ cù lao, trong kinh Phật gọi là 10 điều ơn. Dạng 10 ơn mới đạo làm con lúc sanh sống, chớ nên phụ bạc. Vậy quý vị cùng tôi phải trả chữ hiếu bằng cách nào quý đồng đạo? Có hai cách để chúng ta trả. Một cách trả bằng vật chất, một cách trả bằng tinh thần. Vật chất là chúng ta cho cha mẹ ăn ngon ngủ ấm, tinh thần là phải kính trọng thương yêu và chúng ta phải hết lòng. Chúng tôi rất trân quý những người hiếu hạnh với ông bà cha mẹ, nhưng quên nói những cái lời nói khó nghe. Chúng tôi ví dụ thôi, khi mà mình thương cha mẹ, cái mua một cái món đồ ăn gì đó 200-300 ngàn, rồi thấy cha mẹ ăn ngon cái nói như vậy nè: con lấy thiệt ha, con mua cái món đồ này tới 200-300 ngàn lận đó, con nhịn ăn nhịn xài đó, gia đình con á là sống cả tuần lễ đó. Cha mẹ mình vui không quý đồng đạo? Vui không? Không. Dầu mình mua một cái món đồ đó 200 ngàn mà thấy cha mẹ mình ăn ngon, người già là sợ mình tốn tiền lắm, hỏi con ơi con mua món đồ này nhiêu vậy, nó không có sao mẹ ơi, ba ơi không có nhiêu đâu, mẹ mà muốn ăn nữa ha, ba muốn ăn nữa ngày mai con mua cho. Mình làm cho cha mẹ vui là mình trả chữ hiếu đó quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy trong quyển thứ 6, khi cha mẹ có
còn đang sanh tiền, có nghĩa còn là còn sống đó, có dạy ta điều hay lẽ phải thì chúng ta phải hết sức vâng lời. Cha mẹ có làm điều gì làm lỗi trái với nhân đạo thì chúng ta phải khuyên lơn, ngăn cản chẳng thế còn phải lo nuôi dưỡng đáp đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, rồi gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình. Lời ta dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bác ái góp cơm. Đức Thầy thương chúng ta còn hơn là cha mà thương con hả quý đồng đạo? Khi mình trả chữ hiếu cho cha mẹ thì cha mẹ dạy mình điều hay lẽ phải thì mình vâng lời, nghe theo. Còn khi cha mẹ có làm điều gì làm lỗi trái với nhân đạo thì chúng ta không nghe theo, mà còn phải dùng những cái lời lẽ tế nhị ngọt ngào khuyên nhủ cha mẹ: cha ơi, mẹ ơi, không được làm điều này, làm điều này trái với tinh thần đạo đức, làm điều này trái với lời dạy của Đức Thầy. Rồi khuyến khích cha mẹ mình ăn chay niệm Phật, cúng lại, làm từ thiện để cha mẹ mình có phước. Đây là mình trả chữ hiếu đó quý đồng đạo. Rồi chúng ta phải gây cái sự đoàn kết trong anh em. Chúng tôi có thấy rất nhiều đồng đạo thì cũng làm tròn, nhưng ít thôi nha. Ra ngoài thì vui vẻ với đồng đạo lắm, về nhà anh em thì cự cãi không thuận. Như vậy là chưa đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Mà Đức Thầy khuyên dạy là anh em đừng có đổi dời, phụ phàng dư muối, xe lơi nghĩa tình. Rồi đối với vợ chồng thì phải sống chung thủy, một vợ một chồng. Mà muốn được gì thì chồng phải tôn trọng vợ, vợ phải tôn trọng chồng, và làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ cái đạo nhân, và phải xây hạnh phúc cho gia đình, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến tháng. Rồi con cháu thì phải thảo hiền với ông bà cha mẹ. Rồi khi cha mẹ mình chết thì chúng ta phải cúng chay ăn chay, làm từ thiện để là báo hiếu cho cha mẹ. Mời là đồng đạo và mình hết lòng cầu nguyện cho cha mẹ mình siêu thoát. Đó là chúng ta đền cái ơn cha mẹ ở thế gian. Ở thế gian nha. Còn ở suốt thế gian thì quý vị cùng tôi phải làm gì? Phải làm gì với đồng đạo? Phải tu. Tu để làm chi vậy? Tu để giải thoát. Mà giải thoát để làm chi vậy? Để cứu được ông bà tổ tiên cha mẹ đến bảy đời. Mình tu mình đắc đạo mình vui rồi, mà mình còn phải cứu được ông bà tổ tiên cha mẹ thoát đọa hồng trần. Khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy, ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Hoặc là chừng nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Ông Phật ông dạy hết sức là hay và tuyệt vời, và chúng ta cũng làm thỏ dạ thầy nơi chốn mây rồng. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Quá vui hả quý đồng đạo. Thế nên chúng ta phải ráng lo tu. Rồi đến là cái ân thứ hai, đó là ân đất nước. Vậy chúng ta phải đền trả ân đất nước như thế nào? Sanh ra thì nhờ tổ tiên cha mẹ, sống thì nhờ đất nước quê hương, hưởng những tấc đất ăn những ngọn rau hả quý đồng đạo. Thế nên chúng ta phải đền trả ân đất nước. Mà Đức Thầy cho biết là bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen. Đức Thầy ngồi tòa sen là một vị Phật đó, mà vì quá thương chúng sanh nên mới lâm phàm độ thế, đem giáo lý học Phật tu nhân để truyền dạy. Lúc bấy giờ Đức Thầy xuống trần để độ thế, mà trong hoàn cảnh đất nước bị chiến tranh nên Đức Thầy cũng phải xông pha nơi làn tên mũi đạn để làm tròn cái người công dân đối với đất nước. Mà trong cái bài tặng thi sĩ Việt Châu, Đức Thầy cho biết
quan sĩ quyết chùa An Đế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trợ gót Phật Đà Nam Mô. Hay là thấy dân, thấy nước nghĩ mà đau, quyết rứt cà sa khoác chiến bào, đuổi bọn xâm lăng dình đất nước, ngọn cờ độc lập phất phơ cao. Đức Thầy là một vị Phật lâm phàm mà phải gì? Làm tròn cái người công dân đối với đất nước. Giờ hôm nay Đức Thầy cũng có nêu những cái tấm gương anh hùng là chung với nước, hiếu với ông bà cha mẹ. Đối với vị là ai mà ngày 27, 28 tháng 8 ai cũng đến để là kính, để là đám dỗ của ông đó, là ai quý đồng đạo? Quá tuyệt vời, đúng rồi, ông Nguyễn Trung Trực. Ông Nguyễn Trung Trực là cái người có chung với nước, hiếu với dân. Mà khi ông đã hy sinh rồi mà danh thơm tiếng tốt vẫn còn lưu truyền mãi mãi với hậu thế. Và hai cái câu thơ bất hủ đó còn in đậm vào lòng dân tộc, đó là: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì người Nam mới hết đánh Tây. Tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Đó là người Nam. Quý ông Nam nha, hãnh diện nha. Còn quý nữ của tôi cũng hãnh diện, cũng không kém ông Nam nè. Đó là bà Trưng, bà Triệu. Mà cái bài gọi đoàn phụ nữ đó, Đức Thầy viết, chúng tôi hãnh diện và vui lắm. Chúng tôi xin thành kính đọc lại. Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là rừng cột giống nòi, vợ sử sanh Nam giết mà coi, gương Trưng Triệu còn rối muôn thuở. Chẳng có lẽ xưa hay mà nay vợ khiếp nhược là cái cớ dông gia. Chí anh hùng của khách quần thoa đâu có kém bực tu mi nam tử. Sách thánh hiền truyền roi mấy chữ, thất phu còn trách nhiệm với non sông. Cả tiếng kêu bạn gái má hồng đem son phấn điểm tô tổ quốc cơ. Tục ngữ có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nha quý đồng đạo. Đó là nói đến cái tinh thần yêu nước của người dân tộc Việt Nam. Vậy hôm nay đất nước đã hòa bình rồi thì quý vị là tín đồ ngoan đạo thì chúng ta phải đền trả như thế nào? Đền trả như thế nào quý đồng đạo? Có ba cách đền trả. Đó là văn hóa, kinh tế, chính trị. Văn hóa thì hôm nay quý vị thấy trên cái đất nước Việt Nam, công nghệ bây giờ rất là phát triển, 4.0, 5.0 cần một là cái người có trình độ văn hóa cao, hiểu thức rộng rãi, hiểu học, có một cái tri thức rất là rộng rãi để chi? Để sau này giúp ích cho đời, giúp ích cho đạo, giúp ích cho xã hội. Có nghĩa là làm những cái nghề là bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ gì đó. Nên quý vị cùng tôi hôm nay mà có điều kiện, có khả năng nên cho con cháu mình vào trường để học. Và khi con cháu mình thành tài thì cũng phải khuyên nhủ dạy dỗ con của mình lớn lên sống phải có một cái đạo đức, phải kính trên nhường dưới, lễ độ lễ phép. Và chúng ta phải biết tu và phải biết tri ân ông bà cha mẹ, tri ân những cái người đã rèn luyện học hỏi, có nghĩa là thầy cô giáo. Đó là học sinh, là con của mình, con cháu của mình. Rồi quý vị muốn trí tuệ thông minh thì chúng ta học cái gì quý đồng đạo? Học cái gì? Học đạo, học giáo lý của Đức.
giảng kinh đọc tụng chiều mai là làm theo lời chỉ ngày dài gặp ta. Học hiểu hành thì trí tuệ sáng suốt, mà trí tuệ sáng suốt thì làm bất cứ chuyện gì cũng công bình và chánh đáng. Quý vị mà nghèo giàu gì không biết, mà quý vị mà làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy đi thì gia đình rất là hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Rồi là đây là một cái tấm gương sáng cho con cháu noi theo, và đồng thời chúng ta đạt được một cái gia đình văn hóa. Đi đâu ai cũng thương cũng mến, người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Nói đến học thì chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có thật, mà đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy là ráng hết sức thi hành thì có thầy ủng hộ. Thì chúng tôi vừa là mà giám thị cái lớp giáo lý căn bản ở Tân Lược, thì có cái chị này cũng đứng tuổi rồi, khoảng 70 rồi, lên đọc một đoạn giảng cho giáo lý viên là thuyết giảng bắt nhịp cầu. Chị đọc rất hay với đồng đạo. Cái vừa bước xuống diễn đàn, cái ngồi kế tôi, cái tôi khen, tôi nói chị ơi sao chị lớn tuổi mà chị đọc giảng rất là hay. Cái chị kề tai nói nhỏ liền, chia sẻ liền với đồng đạo. Nói cô Ngọc Nga biết không, hồi xưa đó thì ông bà cha mẹ là con rất là đông, tôi năm anh em mà lo cơm áo gạo tiền không, mà tôi học mới có lớp 1 mà tôi nghỉ rồi. Khi tu đó thì đâu có biết chữ đâu mà ham đọc giảng, cứ hạ quân nay đã hết đời, hạ quân nay đã hết đời, mà đọc cũng không được, đánh dần cũng không xong. Mà tôi quyết chí cô Nga, ai cười tôi thì kệ, tôi gặp con tôi cháu tôi ai là tôi hỏi, cái tôi đánh dần. Cái tôi giái thầy ơi, bữa nào cúng giái thầy ơi, giờ con quá ham đọc giảng rồi, thì cố gắng cho con sáng ra để con đọc giảng. Rồi từ đó đó con cháu dạy, rồi đánh dần chữ này ráp chữ kia, mà chỉ đọc giảng hay vậy đó, mà chỉ đọc rất là cũng rất là hay. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy là ráng hết sức thi hành thì có thầy ủng hộ. Và nói thiệt với cô Ngọc Nga nghe, tôi học cái lớp giáo lý căn bản này là 5 lớp rồi. Cái gia đình tôi với hàng xóm nói với cái Trần ơi, cái chị này bà vợ tôi bà dốt muốn chết luôn, mà cái lớp giáo lý căn bản nào cũng loại đăng ký mà học hết trơn á. Nhưng mà tôi không có buồn, tôi nói mình dốt mình mới học chứ, mình thông minh mình học chi. Nên là tôi học 5 lớp rồi. Cái giáo lý viên là mới lên chia sẻ biết tâm lý rồi nha. Cái tôi lên tôi chia sẻ, tôi nói nha, quý vị ráng đi học đi, không có sao hết trơn á. Mà ca dao có câu là dốt cỡ nào học lâu cũng biết, mà ngu cỡ nào học riết cũng thông. Chị mừng quá, quá mừng rồi. Chị nói rồi, nhất định là lấy hai cái câu và câu ca dao này để trong tâm, để trong lòng. Ai mà nói tôi dốt đó, tôi đưa hai câu này ra đừng có cười tôi nữa. Câu chuyện tôi kể đến đây đã kết thúc. Quý vị thấy không, ráng hết sức thi hành thì có thầy ủng hộ. Rồi bây giờ đến văn hóa, rồi đến kinh tế. Đức Thầy dạy hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh, giúp đỡ cho quê hương lúc nghiêng nghèo được trở nên cường thạnh. Và Đức Thầy cho biết là toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, có nghĩa là vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, vừa bố thí giúp đời. Làm ăn thì chúng ta phải làm một cái nghề chánh nghiệp, rồi làm ăn mới có kinh tế, mà có kinh tế thì chúng ta mới là đi đến đây dự thuyết giảng. Mà có kinh tế thì ổn định trong cuộc sống, mình mới là tu tốt và đem tiền bạc bố thí giúp đời, hả quý đồng đạo. Và quý vị khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy trong quyển 5: là cư sĩ canh đèn lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh lành trao tiên, gắng công trì niệm sớm khuyên
còn tốt tâm lè cõi mê. Chúng ta làm những cái nghề chánh nghiệp, không có làm những cái nghề tà nghiệp mà Đức Thầy cấm, như là lường cân tráo đấu, buôn rượu, bán áo phiện, đầu cơ, cho dây, cắt cổ, dân dân. Thì nền kinh tế phát triển, mà nền kinh tế phát triển thì chúng ta sao? Làm phát huy. Thứ nhất là phát huy nền đạo, sau đó kinh tế được phát triển thì làm tốt đời đẹp đạo hả quý đồng đạo. Thế nên cố gắng ha, mình phải chọn cho mình một cái nghề chánh nghiệp. Rồi đến là chính trị. Thì Đức Thầy cho biết là nước mất nền đạo bị lấp vùi, nước còn thì nền đạo được phát khai rực rỡ. Thật vậy quý đồng đạo, thật vậy. Hôm nay chúng ta thấy đạo Phật giáo Hòa Hảo phát khai rực rỡ, các ban trị sự, các xã phường thị trấn thuyết giảng định kỳ, và quý đồng đạo đến đây dự thuyết giảng rất là đông. Rồi xưa kia là giáo lý viên chỉ có mấy chục giáo lý viên thuyết giảng, mà hôm nay 160 mấy giáo lý viên. Rồi đọc giảng viên của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương, quý vị thấy là trên dưới 200 đọc giảng viên. Chúng tôi là người dẫn chương trình 2 ngày đại lễ đó, quý vị thấy đọc đâu có hết. Nên bắt thăm quý đồng đạo, 100 người đọc là ngày 17, 100 người đọc mà ngày 18 hoặc 24, 25. Và hôm nay chúng ta thấy đất nước đã hòa bình rồi thì đường xá khang trang, đèn thì thắp sáng trong gia đình, thôn xóm, quý vị thấy đi là cả đêm suốt đêm cũng có đèn đường. Nhờ ai? Nhờ ai quý đồng đạo? Nhờ các anh chiến sĩ, nhờ các anh bộ đội, nhờ các anh công an. Các anh chiến sĩ, những anh công an, những người bộ đội đó giữ biên giới. Rồi là công an thì giữ trật tự an ninh cho chúng ta ngủ ngon. Đi thuyết giảng về rồi cúng lại rồi ngủ ngon, có sợ gì hết. Vì thế mà hôm nay chúng ta là tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy, phải trả cái công ơn này, mà trả bằng cách nào? Giờ quý vị đồng đạo mà có tu giỏi tu hay mà không tuân theo luật pháp nhà nước, không xứng đáng là người tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy. Có nhiều người không quan tâm đến cái ơn đất nước. Ai làm cái gì làm, tôi tu rồi. Không đúng. Bởi vì đất nước có hòa bình chúng ta mới đến đây ngồi thuyết giảng, mà là coi như là nhà nước chính quyền không cấp giấy phép cho chúng ta an ninh trật tự, làm sao các ban trị sự thuyết giảng như thế này? Mà Đức Thầy là một vị Phật lâm phàm xuống trần thế, mà còn phải xông pha nơi lằn tên mũi đạn để làm tròn cái người công dân đối với đất nước. Vậy hiện nay ai có con cháu thì cho con cháu học đến nơi đến chốn, và cho con cháu mình thi hành nghĩa vụ quân sự. Đức Thầy cho biết thanh niên nghĩa vụ phi thường, phận là phải biết yêu thương giống nòi. Và Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta là bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Nhất định mình phải đền ân đất nước. Rồi đến ân Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Tam là Bảo, tức là Phật Pháp Tăng đã khai thị trí óc cho mình sáng suốt thông minh như ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi đến đây chúng tôi rất vui, bởi vì nghe nói ông trưởng ban đó Đỗ Thành Trí đã hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Chúng tôi đi khắp nơi không ít có ai mà hy sinh cả vật chất rồi tinh thần, mà hôm nay là ở đây là vùng biên giới mà được cái ban trị sự như vậy, chúng tôi mừng mà muốn rơi lệ quý đồng đạo. Vậy hãy tuyên dương ông trưởng ban một tràng pháp tay thật là nồng nhiệt. Chẳng những ông trưởng ban mà trong ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo
ở Khánh Hưng này và quý vị đồng đạo các tăng trị sự chung sức chung lòng mà hôm nay quý vị đến đây để trả cái công ơn của Đức Phật Đức Thầy. Hãy tuyên dương một lần nữa quý đồng đạo ơi, chúng tôi rất là vui. Và hôm nay chúng ta mà trả cái công ơn của Đức Phật Đức Thầy và đền trả ân Tam Bảo thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đến là các ban trị sự để giữ thuyết giảng, rồi những cái lời hay ý đẹp gì đó về là chia sẻ với gia đình, con, vợ, chồng hoặc người thân. Rồi có tiền thì là đem kinh ấn tống hay là mua máy ghi lời vàng ngọc của Đức Thầy, rồi là truyền bá cho tất cả mọi người cùng nghe, cùng hiểu, tránh ác hành thiện, bớt khổ thêm vui, cùng tu cùng tiến để đi đến con đường giải thoát. Rồi chúng tôi cũng rất trân trọng những người may áo tràng để cho, rồi ấn tống hình thầy, ấn tống ngôi Tam Bảo, ấn tống cửu quyền. Và chúng tôi còn là đề cao nữa là các đoàn quay phim. Đó là các là đoàn quay phim mà chúng tôi là thấy cái đoàn quay phim ở An Bình An xa vượt vượt là nhiều khi một trăm mấy chục cây số quý đồng đạo, mà đến đây ghi hình để làm gì? Để đưa lên YouTube, lên mạng cho tất cả mọi người không có điều kiện ở nhà xem, hiểu, hành để tu đúng theo tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy. Chúng tôi rất là đề cao. Mà Đức Thầy cho biết là nên bổn phận của chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật, của tiền nhân để lại, và chúng ta không đắc tội với kẻ đời sao vậy? Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Đó là chúng ta đền ân Tam Bảo. Rồi là đền ân đồng bào và nhân loại đã đùm bọc chở che trong cái kiếp sống này. Hôm nay chúng tôi thông báo một thông tin mà tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vui lắm. Vừa qua chúng tôi có học cái lớp an ninh quốc phòng của Ban trị sự Trung ương mở. Thì các ban trị sự chắc cũng có đi học rất là đông, trong đó có tôi. Thì khi mà cái ông này là thiếu tướng hay gì, thiếu tá gì công an ở tỉnh An Giang lên đó là trình bày an ninh quốc phòng, xong rồi tới an sinh xã hội. Ông đề cao mà chúng tôi nở lỗ mũi quý đồng đạo. Ông nói là vừa qua ông tuyên dương đạo Phật giáo Hòa Hảo rất là gan dạ về vấn đề từ thiện xã hội. Ông nói là ông là trực mấy cái chốt đó, thì nói đến cơm buổi sáng, ăn uống nước, bất cứ cái gì, thuốc hay là khẩu trang, mà nói đến cần là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là những người thiện nguyện đem đến sáng trưa chiều. Rồi là quý vị nhớ là cái chỉ thị 16 á, đâu có cho mình đi ra đường, nhớ không quý đồng đạo? Lúc đó là tưởng đâu mình tiêu rồi hả quý đồng đạo, mà hôm nay mình ngồi được như vậy mà không tu uổng lắm. Cũng chính là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến ở trước sân, để trước sân nào là cơm hộp, rau củ quả, gạo, nước tương, là dầu ăn, mì vân vân và vân vân. Rồi ông đề cao thêm nữa, hiện nay các ban trị sự xã phường thị trấn là cũng có xe cấp cứu, chuyển bệnh không tốn tiền. Rồi là tổ từ thiện, tổ nấu cơm cho bệnh viện, rồi là cất cầu đường, rồi là đóng trại hòm thí, vân vân và vân vân. Ông rất đề cao, mà ông đề cao nữa là hai cái ngày đại lễ quý đồng đạo. Ông nói là ông đi biết bao nhiêu cái là đại lễ khác, mình không có chỉ trích ai mà mình cũng không nói động tới ai nha quý đồng đạo,
mà ông đi đến đạo Phật giáo Hoàng Hảo tại vì có mời ông. Ông nói là chưa có đến điểm mà qua cái đò, qua cái đò thôi, nước suối, bánh mì, bánh bao, trà đường gì thấy ta nấy nghe mời ăn mà còn phải cho đem theo nữa. Rồi đến dự đó thì ông nói là thôi các ban trị sự xã phường thị trấn nơi nào cũng tổ chức hết sức là khang trang. Rồi là ở tổ đình là cái nơi ông Phật ra đời, ở ban trị sự trung ương có nghĩa là chùa An Hòa Tự, tổ chức hết sức là trọng thể. Tổ thì có tổ nấu cơm số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đến số 10. Cháo có ăn, xôi có ăn, nói chung là tất cả chúng ta đi đến đó khỏi cần tốn tiền. Ăn có ăn, thuốc có uống. Mà ông đề cao nữa quý đồng đạo, ông nói ngộ lắm. An toàn thực phẩm. Khi mà một cái đại lễ rồi, các ban trị sự xã phường thị trấn rồi ở cái nơi đó, mà khi là xong cái đại lễ không có nghe là ai bệnh hoạn đau yếu trúng thật trúng dị trơn. Rồi là giao thông thì cũng vậy, ta nói chạy là xe là mình đi đâu có được, chúng tôi trực đó là không ra đường được đó. Mà xong rồi không có nghe tai nạn giao thông gì hết. Quý vị thấy vui không? Vui không quý đồng đạo? Vui quá vui chứ. Rồi quý vị vui nữa nè, cái ông trưởng ban trị sự ở là từ thiện đó là ông Lê Văn Lê Ngọc Lợi đó, lên đó là chia sẻ trình bày năm nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ thứ nhất thì có 200 tỷ thôi, nhiệm kỳ thứ hai 220 tỷ, nhiệm kỳ thứ ba 800 tỷ, nhiệm kỳ thứ năm, nhiệm kỳ thứ tư 2200 tỷ, nhiệm kỳ thứ năm này hơn 3000 tỷ, mà chưa tính những người thiện nguyện mà đến là ghi tên đó quý đồng đạo. Vậy chúng ta hãy tuyên dương tất cả những người thiện nguyện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo một tràng pháp tay thật là nồng nhiệt nữa. Vỗ tay nhưng mà phải làm theo hoài nghe quý đồng đạo, chứ vỗ tay xong rồi về không làm là chúng tôi là không biết nói gì sao rồi nghe. Đó là chúng ta đã đền trả bốn cái ân rồi, cái đó là ân nợ. Rồi nghiệp nợ là cái gì của đồng đạo? Nghiệp nợ là 10 điều ác. Thân nghiệp sanh ra 3 điều ác, khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác, rồi là ý nghiệp sanh ra 3 điều ác. Mà Đức Thầy cho biết, Thầy thấy trong tam nghiệp của các trò còn nặng nề lắm, trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Vậy chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Vậy hôm nay chúng ta muốn về cõi Phật thì thân không sát phanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không lưỡng thiệt, không ý ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, ý không tham lam, không sân nộ, không mê si. Có nghĩa là chúng ta phải hành thập thiện. Thân nghiệp sanh ra 3 điều ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm, thì khi chúng ta chưa tu thì chúng ta thấy sao quý đồng đạo? Chúng ta sát sanh hết sức là tàn bạo vô cớ. Cũng vì cái gì? Cũng vì miếng ăn, vì sự dị đoan mê thích, vì là miếng ăn, vì sự dị đoan mê tín, vì vui thích. Tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Hôm nay quý vị đã biết tu rồi thì tôi tin chắc trong hội trường này là chắc thuần chay rất là nhiều. Nên chúng ta không sát sanh, mà còn lại là thương người mến vật, rồi chúng ta biết phóng sanh ha quý đồng đạo. Rồi đến đạo tặc, khi chúng ta chưa tu thì thân xác gây ra rất nhiều là tội lỗi, nào là trộm cướp, nào là lường gạt, nào là chiếm đoạt, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Hôm nay nghe lời của ông Phật dạy, không có làm những cái điều tội ác này nữa, mà chúng ta biết sống trì túc thiểu dục, có nghĩa là biết đủ là đủ. Ta là cư
sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, hả quý đồng đạo? Rồi đến tà dâm. Tà dâm đây là đức thầy cấm, có nghĩa là chồng ngoại tình hoặc vợ ngoại tình làm rối loạn cái luân thường đạo lý. Đức thầy cấm không cho chúng ta phạm giới luật rồi đó quý đồng đạo. Giàu ý tìm tiền quá, giàu ý tiền mà lấn lướt hiếp đáp kẻ dưới, rồi vợ chồng không chung thủy len lén những cái tình cảm lăng nhăng. Không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình. Quỷ ma hay phá rối người tu đạo đức chư nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Bây giờ chúng ta tu ăn chay niệm Phật cũng lại cỡ nào mà len lén tình cảm lăng nhăng thì nhất định không được về cực lạc, nghe quý đồng đạo. Không được về cực lạc. Về đâu cũng không biết về đâu. Quý vị cứ nghĩ ha. Nói nhiều quý vị ở đây là đi thuyết giảng, dự thuyết giảng hoài biết rồi đó. Rồi đến là khẩu nghiệp sanh ra bốn điều ác: lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, dụng ngữ. Chúng ta tu đòi xét coi còn lưỡng thiệt, còn ý ngôn, còn ác khẩu, còn dụng ngữ hay không. Bởi vì lời nói và việc làm gây ra rất nhiều là tội lỗi. Thậm chí lời nói của mình làm cho người ta khổ cả cuộc đời. Thế nên sách xưa có câu là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Có nghĩa là một lời nói làm cho nước nhà được cường thạnh, cũng một lời nói làm cho nước nhà phải chịu đau khổ. Trong gia đình cũng vậy quý vị. Một lời nói làm cho gia đình ấm im hạnh phúc, cũng một lời nói làm cho gia đình phải tan nhà nát cửa, vợ phải xa chồng, con phải xa cha xa mẹ, thậm chí mà ly dị với nhau hãy đi quý đồng đạo. Thế cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết là khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Thì hôm nay chúng ta tu phải cẩn trọng từng lời nói mỗi ngày, phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra phải đoan chánh hiền từ. Hoặc là tín đồ cùng các chư tăng, từ rài sắp đến nói năng chọn lời. Nhớ không quý đồng đạo? Từ ý nghiệp, ý nghiệp sanh ra ba điều ác: tham lam, sân nộ và mê si. Không tu cũng tham, mà tu cũng tham, giàu cũng tham, nghèo cũng tham. Có ai trong hội trường này mà nói bây giờ tôi là tu rồi tôi không có tham không quý đồng đạo? Có ai dám không? Bản thân tôi cũng không dám. Thế nên phải khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy. Ca dao có câu là dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Và Đức Thầy cảnh tỉnh cho tín đồ Phật giáo hòa hảo là sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, dầu xấu tốt cũng là dồn chứa. Có sáu cái tham mà quý vị cùng tôi mà phạm rồi, không bao giờ tu hành đi đến con đường giải thoát. Sáu cái tham đó là sáu cái tham gì quý đồng đạo? Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Mà muốn trừ tránh sáu cái tham này thì chúng ta phải làm sao quý đồng đạo? Phải làm sao? Phải bố thí. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí việc lòng ích kỷ. Và khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy: tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Vì thế mà quý vị cùng tôi phải trừ tránh sáu cái tham này. Và chúng ta muốn về cực lạc là phải làm phước thôi quý đồng đạo. Rồi đến sân nộ, chắc chắn là ai cũng nói tôi tu rồi không có sân nộ, nhưng mà thử đi, chút nữa quý vị thử tôi nha. Tôi đi xuống cái quý vị nói, quý đồng đạo nói cô Ngọc Nga bữa nay trình bày quá dở rồi, coi tôi có sân không. Hay là quý vị xuống đọc giảng đó, đọc giảng xong đi xuống nói chị bữa nay sao chị đọc không có hay, coi có sân không.
Nếu không sân thì được kiềm chế được rồi đó. Chứ chúng tôi chắc chắn là quý đồng đạo mình mới tập tu thôi, mình là người phàm, ai cũng thích người ta khen mình chứ ai chê mình không có chịu. Nhưng quý vị tu rồi phải dân nghe lời Đức Thầy chỉ dạy là phải tập cái hạnh nhẫn nhịn. Có nghĩa là quý vị đến đây, đồng đạo đến đây dự thuyết giảng mà ai về nói cái chị cái anh đó tào lao tối ngày, gia đình không có lo mà đi lo dự thuyết giảng, kệ ha. Rồi là mình đi làm từ thiện tốt, cái ai nói cái anh này cái chị đó làm sao đó nói những cái lời nói khó nghe thì kệ, nhưng mà nhất là khó nghe thì cũng chịu. Mà nói xúc phạm đến danh dự quyền lợi của mình có chịu không quý đồng đạo? Chịu không? Ai chịu, ai không chịu? Khó chịu lắm. Mà khó chịu thì cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật, hít vào thở ra, khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Chữ gây gỗ hệ vừa thấp thoáng, lòng từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất cả. Nhớ thôi quý đồng đạo, mà Đức Thầy chỉ dạy nè, người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải sao? Tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thế từ bi. Ai có chửi hay là có nói gì đem lời vàng ngọc ra để an ủi lấy mình ở quý đồng đạo. Rồi đến sân nộ, tham lam sân nộ đến mê si. Thì quý vị thấy mê si là cái người này tối tâm, là làm bất cứ chuyện gì cũng không có sợ tội phước nhân quả gì với đồng đạo, miễn mà làm sao có lợi cho người ta là người ta làm. Ai đau khổ ai như thế nào mặc kệ. Vậy quý vị cùng tôi gặp những cái người này tránh xa ra, chạy đi cho khỏi, không thôi là mình mắc nạn quý đồng đạo. Mà hôm nay quý vị cùng tôi sáng ra là nhờ đâu? Nhờ giáo lý của Đức Thầy, nhờ ăn chay niệm Phật, cúng lại làm từ thiện, nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, sống trải lòng vì mình vì mọi người, nên tâm chúng ta sáng ra làm bất cứ việc gì cũng công bình và chánh đáng. Việc mê si phải nương thiền giác, muốn việc làm tránh trở khôn ngoan nhất định đó quý đồng đạo. Thế nên là chúng ta phải nghe lời Đức Thầy chỉ dạy nên mới sáng ra. Nhưng hôm nay chúng tôi hỏi lại toàn thể chú vị đồng đạo ở hội trường này thôi, mình tu hôm nay rồi ai dám khẳng định là mà quý vị tu đã trả được cái ân nợ và nghiệp nợ không quý đồng đạo? Có ai khẳng định không? Không bao giờ. Mình không khẳng định được thì mình phải tin sâu vào luật nhân quả. Bởi vì sao? Luật nhân quả rất là công bằng, không có ông tiên, ông Phật, ông trời nào mà đem quả giáng phước cho mình hết. Mình làm tốt, mình làm thiện, biết thương người mến vật, rồi sống trải lòng vì mình vì mọi người, thì chúng ta hưởng được những cái điều tốt, có nghĩa là hưởng được những cái quả ngọt. Mà chúng ta là tu ích kỷ, nhỏ nhoi, đố kỵ, ai hơn mình không có được, rồi đi nói xấu đồng đạo, lợi đằng này nói vậy, lợi đằng kia nói khác. Hình thức bên ngoài tu, nhưng trong ích kỷ, nhỏ nhoi, tham lam, sân nộ, mê si, chắc chắn sẽ hưởng những cái điều xấu mà thôi. Trồng dưa thì hưởng quả dưa, trồng đậu thì hưởng quả đậu, hả quý đồng đạo? Trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Và khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy quý đồng đạo, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Nên chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ hậu quả của nó. Nhớ cái câu này quý đồng đạo, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ hậu quả của nó.
và khắc sâu lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu. Nếu nhân toàn thiện thì quả sẽ theo đó mà toàn thiện vậy. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thòng thả. Nhất định chúng ta phải làm điều tốt thì thà sẽ có nhân tốt. Mà trong cuộc sống này quý vị thấy có ai nói là chúng tôi từ là thở nhỏ đến khi hôm nay mà vui không, không có khổ không quý đồng đạo? Có không? Không bao giờ. Vui ít khổ nhiều. Bởi vì sao mà tôi dám khẳng định nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, quan quyền cũng khổ, dân thường cũng khổ? Bởi vì khi chúng ta vừa mở mắt chào đời thì đã cất tiếng khóc đầu tiên. Có ai cười không quý đồng đạo? Không. Và Đức Thầy cho chúng ta biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Không khổ gì là trong gia đình thì cũng khổ, ở ngoài xã hội mua bán làm ăn gì đó, hay là trong tổ chức, hay là trong ban trị sự. Còn nếu mà chúng ta hạnh phúc tròn trịa hết thì chắc chắn sẽ mang một chứng bình. Chúng tôi chắc chắn điều đó. Nên Đức Thầy mới viết cái bài cho cô Hai Hương ở Cần Thơ đó quý đồng đạo, để an ủi cô. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con dạy dầu, nhưng nổi tiền khiên gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Mong cầu gặp Phật hội long qua, con ráng trì tâm niệm Phật Đà. Nghĩ lại sáng thầy xưa cũng hoại thân phàm, bỏ lại thế gian mà dí thầy xác thể vẫn còn đau, hà huống chi con. Tránh được nào quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao? Nhớ không quý đồng bào? Và trong cuộc sống này chúng ta phải nhớ là phải đền cái ân đồng bào và nhân loại nha quý đồng đạo. Mà chúng tôi tâm đắc cái bài tình yêu của Đức Thầy. Không có một cái tình yêu nào bằng một cái tình yêu của ông Phật đối với chúng sanh. Một cái tình yêu mà không bao giờ chúng ta kể xiết. Chúng tôi xin thành kính đọc lại: ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã mang một khối tình dường như thể hài với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp mà muôn loài lẫn chung sinh. Cái tình yêu của Đức Thầy, quý vị nghe quý vị muốn rơi lệ hả quý đồng đạo, muốn khóc. Thế nên chúng ta phải đền ơn trả ơn Đức Thầy là chúng ta phải lo tu. Không có tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài gì hết. Tu để đền cái ân mà Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo và đem giáo lý học Phật tu nhân để truyền dạy. Và chúng ta không có khẳng định là mình đã đền được ân tổ tiên cha mẹ, và chúng ta không bao giờ tránh được 10 điều ác.
thì hết lòng nhưng không bao giờ tròn, thì chúng tôi xin khuyên tất cả quý đồng đạo chúng ta phải làm gì? Niệm Phật. Cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn cứu cánh đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Chúng ta chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm, chớ quên không đợi gì thời khắc. Ăn cơm cũng niệm, giặt đồ cũng niệm, lặt rau cũng niệm, nấu cơm cũng niệm, đi vô đồ ruộng vô đồng cũng niệm, chạy xe cũng niệm. Bởi chi? Khi chúng ta niệm thuần thục rồi thì trong tâm chúng ta nhớ, khi mà mình nhắm mắt niệm một tiếng niệm Phật đến 10 tiếng niệm Phật sẽ được giảng sanh. Mà khi chúng ta niệm thì chúng ta phải niệm, niệm sao quý đồng đạo? Niệm thành trong tâm. Và chúng ta phải niệm rõ 6 chữ Di Đà. Mà chúng ta niệm 6 chữ Di Đà trong cuộc sống tai qua nạn khỏi, niệm Di Đà chúng ta tránh được tất cả những cái việc sai lầm trong cuộc sống này. Và niệm Di Đà thì chúng ta sẽ được về cực lạc. Và khi niệm thì phải tín nguyện hành. Tín có nghĩa là tín ở nơi cực lạc có ông Phật Di Đà đợi mệnh trận. Tín là tin, nguyện là chúng ta nguyện ráng cố gắng niệm. Nguyện là con sao nguyện niệm sẽ về cõi cực lạc. Mà chúng ta phải hành nha quý đồng đạo. Niệm mà không hành có nghĩa là niệm miệng niệm mà tâm không chánh niệm cũng không được. Chúng ta niệm làm sao mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Khi niệm như thế thì chúng ta thuần thục rồi thì khỏi có sâu chuỗi, khỏi gì trơn quý đồng đạo. Mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị đồng đạo biết để ráng cố gắng niệm Phật. Ở trên là Tây Phương có ông Phật ông chờ mệnh trảnh đó quý đồng đạo. Đức Thầy cho biết là ở Tây Phương chư Phật nóng trong chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Rồi sao nữa quý đồng đạo? Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đại ắt lên. Rồi là chúng ta khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy là quý đồng đạo, ao sen báo Tây Phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm pháp bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lợi đại hồng. Nhớ chỗ này. Vậy quý vị cùng tôi ráng cố gắng niệm Phật để chúng ta về cõi Phật đề, về cõi niết bàn yên vui hả quý đồng đạo. Thì chúng ta là đền trả ân nợ nghiệp nợ, niệm Phật ăn chay cũng lại làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những việc làm độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Đủ chưa quý đồng đạo? Đủ chưa? Đủ chưa là đủ mình về cõi là Tây Phương cực lạc được ngồi tòa sen chưa? Đủ chưa? Ai nói đủ? Ai nói thiếu? Thiếu. Thiếu cái gì? Nhớ chỗ này nha, câu hỏi đó. Khi quý vị ăn chay niệm Phật cũng lại làm từ thiện, làm tất cả những cái việc trong cuộc sống này, nhưng giữ giới luật mới được về cõi Phật. Bởi vì giới luật là một hàng rào cấm, một kim chỉ nam, một la bàn, một cái thương khuôn thước mà chúng ta phải tuân theo, làm theo mới được về cõi Phật. Ăn chay 30-40 năm trời mà là rượu cũng uống, bài cũng đánh, số đuôi số đề cũng chơi, điếm đàn cũng tới, vợ chồng không là giữ giới, không có là giữ giới, mà len lén tình cảm lăng nhăng được về cõi Phật không quý đồng đạo? Được không? Không. Nên chúng ta phải giữ giới luật cái quý đồng đạo.
Và chúng ta làm được những điều này thì tu đền nợ thế cho rồi. Có nghĩa là chúng ta đền ân nợ, nghiệp nợ, rồi làm tất cả các việc từ thiện, làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, cúng lại hai thời niệm Phật, rồi chúng ta giữ giới luật. Đây là chúng ta gieo nhân lành, rồi mình hưởng quả ngọt là mình được về cực lạc, mình được ngồi tòa sen. Ông Phật sống bao nhiêu thì mình sống bao nhiêu, không già, không bệnh, không khổ. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Như vậy là chúng ta được giữ cái hội long qua, được về cõi Phật, được về cõi niết bàn yên vui. Đó là tu đền nợ thế cho rồi. Cái đó là cho rồi rồi đó. Rồi cái nhân mình hưởng nè, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Có nghĩa là chúng ta được giữ cái hội long qua và sống một cái cuộc đời thượng nguyên thánh đức, không già, không bệnh, không khổ, không chết. Vui không quý đồng đạo? Vui không? Vui, cố gắng mà tu hả quý đồng đạo? Thì nói đi thì nói lại, trong cuộc sống hiện nay, quý vị lắng lại đi, rồi chúng ta có giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, tiền của thì là xài là tất cả cuộc đời không hết, mà chúng ta sống được bao nhiêu quý đồng đạo? Sống được bao nhiêu? 100 tuổi. Cái đó là thọ nha. Mà cái giao có câu là 60 năm cuộc đời. Thế nên chúng ta phải cố gắng vừa tu phước vừa tu huệ. Phước huệ xong tu mới đồng đăng biển ngạn hả quý đồng đạo. Nên chúng ta phải làm phước. Tu mà chúng ta tu là huệ không, không tu phước cũng không được. Mà tu phước không mà không tu huệ không cũng không được. Thế nên hôm nay chúng tôi xin kể cái câu chuyện kết thúc cái chuyên đề. Thì thở xưa mà khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có ông trưởng giả này, ông rất là giàu với đồng đạo, mà ông rất ích kỷ nhỏ nhoi, không bao giờ mà ông cúng dường cho một ai hết. Thì một hôm Đức Phật đi khất thực, thì đi ngày nào mà ông thấy là ông Đức Phật mà gần tới, ông ra đóng cửa, đóng cửa rào lại, không bao giờ cúng dường cho Đức Phật. Có tiền bao nhiêu thì sắm vàng để rồi hủ, rồi chôn ở dưới cái góc giường á, cái chỗ nằm á. Vợ con cũng không biết, ai cũng không biết, mà ngủ là nhất định là ngủ cái giường đó chứ ngay chỗ đó chứ không đi đâu hết trơn á. Rồi quý vị thấy vô thường, quý vị thấy sao trong cuộc đời này vô thường, mình đâu có biết được ngày mai. Vô thường đến với ông chết đột ngột, không có trăn trối về lại với là vợ con người thân gì trơn, chết. Chết xong cái không có đầu thai đi đâu hết trơn, đầu thai lại thành con chó. Rất là chi tiết nhưng không có thời gian chúng tôi đúc kết với đồng đạo. Thành con chó, mà con chó về ở đâu? Ở cái nhà của ông để là ông giữ cái hũ vàng. Tối ngày là ở dưới cái chỗ góc giường đó chứ không đi đâu hết trơn. Mà về đó thì con, vợ, gia đình rất là thân thương. Tại vì hồi đó tới giờ mình ở trong gia đình này, mà nhất là có thằng con là cả đó, là con trai cả, rất là thương. Thì một hôm Đức Phật mới đi khất thực, cái con chó này nó ra nó sủa, cái Đức Phật muốn khai thị cho cái ông là trưởng giả này. Thì Đức Phật dừng lại nói: này con chó, ông không có ăn năn hối cải hay sao? Hồi xưa ông ích kỷ nhỏ nhoi, ông không có cúng dường, mà ông chết, ông thành con chó mà về đây giữ cái hũ vàng, ông không có ăn năn hối cải hay sao mà ra sủa nữa? Thì là khai thị con chó này, con chó nó khóc quý đồng đạo, hai hàng nước mắt rơi và khóc suốt ngày, không có làm cái gì hết, ăn cũng không ăn. Rồi ông chủ thì con của ông hồi xưa sáng đi làm, chiều về thì con chó ra mừng, bữa nay nó không mừng, mà nó nằm ở chỗ cái góc giường đó mà nó khóc. Cái ông chủ ông tức quá, ông về ông hỏi những người là ở đó nó: tại sao bữa nay làm cái gì mà con chó nó khóc, mà nó tôi đi làm về nó cũng không có hỏi. Cái mấy người ở nó: dạ thưa ông chủ, không biết hồi sáng á, Đức Phật đi ngang á, khất thực con chó nó ra nó sủa, không biết Đức Phật nói như sao đó, mà nó khóc từ sáng đến bữa nay tới chiều này mà không ăn không uống gì trơn. Cái ông con á, là cái ông chủ đó, ông tức quá, ông mới đến ông hỏi Đức Phật:
Dạ thưa Đức Phật, hồi sáng con đi làm mà Đức Phật nói cái gì mà con chó nó tự nhiên nó khóc mà nó buồn vậy Đức Phật? Đức Phật nói, Đức Phật cho con biết con chó chính là ba của con hồi trước. Ba của con là một cái người trưởng giả giàu có ích kỷ nhỏ nhoi, có bao nhiêu tiền thì mua vàng, bây giờ chôn ở dưới cái gốc giường ở dưới á, nên khi chết không có đầu thai được mà về để giữ cái hũ vàng. Bây giờ không tin thì về đào lên coi thấy hay không, thì đào lên thấy cái hũ vàng. Nên ông chủ con có cái ông trưởng giả này là con chó đó, chạy đến nói dạ vậy là con phải làm sao để ba con được trở thành một con người rồi biết tu biết làm phước. Thì Đức Phật khai thị liền, Đức Phật nói không có sao, tiền của này là của cha của con làm ra thì đem về bố thí hết đi. Trong 3 ngày con chó này nó sẽ chết và nó trở thành một con người sau này biết tu, biết làm phước. Câu chuyện tôi kể đến đây đã kết thúc. Thì trong cuộc sống quý đồng đạo và tôi nhớ cái câu chuyện này mà vừa tu, vừa tu phước tu huệ, và chúng ta không ích kỷ nhỏ nhoi. Không phải chúng tôi là nói là quý vị phải là buông bỏ hết, không phải, mà mình đừng ích kỷ. Giàu thì làm phước theo giàu, nghèo thì làm phước theo nghèo. Quý đồng đạo, mình ích kỷ nhỏ nhoi thì không bao giờ đi được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta phải khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Và trước khi là rời khỏi diễn đàn, chúng tôi xin chúc cho toàn thể chư vị, lấy cái lời vàng ngọc của Đức Thầy, chúng tôi xin chúc cho toàn thể chư vị tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sợ nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Kính thưa toàn thể chú vị đồng đạo thân thương kính mến, thì đề tài đến đây đã kết thúc. Trước khi rời khỏi diễn đàn thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo một cái điều kiện cho chúng ta được ngồi thuyết giảng cho đến ngày hôm nay đã thành công viên mãn. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Hưng đã ưu ái mời tôi đến đây để làm tròn phận sự của mình. Và xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Âm Thanh Ánh Sáng, rồi những người chương hoa rất là đẹp, quý vị đồng đạo đứng là hầu thầy, rồi là các anh các chị trong ban hậu cần nấu từng bữa cơm, pha từng ly nước, và toàn thể quý vị các ban trị sự xã phường thị trấn, quý vị đồng đạo đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để dự thuyết giảng. Và chắc chắn trong khi trình bày có nhiều điều sơ sót, ngưỡng mong toàn thể chú vị quan hệ, chúng tôi xin thành thật tri ân. Và cũng không quên chúc cho toàn thể chú vị cùng gia quyến lúc nào cũng sức khỏe trí tuệ, làm ăn thì được hanh thông, gia đình thì làm ăn lúc nào cũng được phát đạt, và trí tuệ thì sáng suốt, và lúc nào cũng làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy là đền trả tối đại trọng ân, trừ thập ác, và phải giữ giới luật mỗi ngày, và ai cũng về học thuộc 8 điều răn cấm, và tinh tấn tu hành đến ngày thành công viên mãn. Cảm ơn toàn thể chư vị gia đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng giờ quý đồng đạo, không có leo chút xíu nào trơn. Nam mô A Di Đà Phật.